Lưới Aquatic H500 thì đã quá là quen thuộc với tất cả anh em rồi đúng không ạ? Một dòng sản phẩm cũng đẩy công suất của lưới Aquatic và đạt chuẩn công suất lên tới 500W đến 600W trùm kênh ở chế độ 8 ôm. Và với những cục đẩy lưới Aquatic H500 này, giá cũng rất là hợp lý và cũng rất là vừa túi tiền để cho anh em có thể lựa chọn và có thể tham khảo về cái cục đẩy lưới Aquatic H500 này. Và cái giá của nó thì em cũng báo công khai cho tất cả anh em luôn, đó là giá 4 triệu đồng là chưa gồm phí ship anh em nhé. Cũng rất nhiều anh em cũng vào các comment và anh em hỏi đó là cục đẩy công suất giá bao nhiêu vậy. Thì lưu ý với tất cả anh em là trong video thì em đều báo giá rõ ràng, báo giá chi tiết về các dòng sản phẩm này, giá bao nhiêu, bao ship hay không bao ship, bên em đã đều báo giá rất là rõ ràng tới tất cả anh em rồi. Nên anh em hãy xem video thì anh em sẽ để ý thấy và sẽ nghe thấy về cái giá của nó. Và mọi thông tin nhu cầu mua hàng, anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại dưới màn hình. Xem video thì hãy nhớ like, đăng ký kênh để xem các video mới nhất anh em nhé. Và quay lại với cục đẩy lưới Aquatic H500 này, với 500W, 600W sử dụng đỡ ở đây đó là chiếc Abi. Và với công suất như vậy, anh em có thể chơi được những cặp full 30, những cặp full 25 hoặc là những cặp loa nằm bát 25 30 cũng rất là ok. Và cái nội thất của nó thì ở đây em cũng đã mở ra rồi để cho anh em và các bác có thể tham khảo. Và với công suất là 500W anh em nhé, anh em có thể chơi mỗi kênh đánh một quả full 30. Tổng hai kênh anh em có thể đánh được một cặp bát 30, hoặc là một kênh anh em có thể đánh được một đôi bát 25 anh em nhé, một đôi 25. Nghĩa là anh em có thể đánh cục này với lại một cặp 30 hoặc là hai cặp 25 là anh em có thể đánh dư giả và đánh bao căng tiếng tới tất cả anh em luôn. Sử dụng ở đây thì mạch class H thì sò NG rồi. 500W thì anh em không yêu cầu gì nhiều, không cần phải đòi hỏi nhiều. Cái nguồn nó phải lớn như các dòng cục đẩy 600, 800, 1000W hay 1200 cả. Mà cái công suất và cái áp ra của cái nguồn này nó vẫn cho anh em đầy đủ cái công suất ra. Đó là cái áp ra đây anh em có thể nhìn thấy. Áp ra con này nó có những cái áp ra như 72V hoặc là 36V. Thì với 72V này anh em có thể dùng các công thức, các phép tính. Và chắc là cũng không phải đo, bởi vì cái nguồn này nó ra nó tương đối là chuẩn. Và mạch class H thì nó sẽ có độ, tất cả các mạch ấy, thì nó đều có sự tiêu hao hụt công suất cả. Ví dụ cái nguồn này nó có thể cho ra được tầm 700W, nhưng mà nó sẽ có sự tiêu hao hụt công suất thì nó sẽ tầm khoảng được 500-600W thôi anh em nhé. Đấy, các mạch như càng cao như class D hay class I thì cái hiệu số của nó thì nó sẽ thấp hơn so với cục đẩy mạch class H hoặc class AB. Đấy. Thì ok, nguồn này chủ yếu nó sẽ là nguồn dây đồng, áp ra thì đủ cho anh em 500W đến 600W để anh em có thể chơi rồi. Đấy. Có thể cho ra được rồi anh em nhé, tầm đó là rất là ok. Và nguồn dây đồng ở đây, đấy, 500W, 2 kênh, 600W, quá ok rồi. Sò ở đây thì nó sẽ sử dụng các con sò, đó là sò của NGVK. Và anh em cùng thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 trên và 8 dưới thì nó sẽ là 16 con anh em nhé. Và 16 sò này thì nó là 16 sò công suất anh em nhé. Lưu ý anh em là 16 sò công suất, và những con bù áp là những con nhỏ này nó chưa tính anh em nhé. Anh em thể nhìn các con trở và các con sò ở đây thì sử dụng 16 con sò là sò công suất thì nó cũng tương đương với những các dòng cục đẩy công suất phải tầm 24 hoặc là 20 con sò. Đấy, anh em có thể thấy thì những con sò kia thì nó là 20 con hoặc 24 con thì nó sẽ có cả bù áp. Những con này thì là 16 con, là 16 con công suất luôn anh em nhé. Đấy, 16 con công suất. Class H thì nó sẽ cho ra 5 giây anh em nhé. Anh em có thể để ý có thể thấy. Thường Class H sẽ cho ra 5 giây. Mạch áp cao, áp thấp cho anh em có thể lựa chọn. Đấy. Dễ dàng chi tiết cho anh em luôn. Mạch thì ở đây thì nó cũng sử dụng, đó là mạch sử dụng dạng chân cắm anh em nhé. Đấy, sử dụng dạng chân cắm ở đây. Đấy, chân cắm ở đây hoàn toàn anh em nhìn này. Chân cắm anh em nhé. Đấy, và những bo công suất rồi bo tụ đều có các con dưa le để bảo vệ ngắt khi có tình trạng bị chập cháy hay là nó sự cố gì đó. Tụ ở đây thì sử dụng 2468, 8 con tụ của tông đa 63V và 10.000mi. Và đây anh em có thể nhìn thấy đều có con dưa le để bảo vệ hết. Diode nắn nguồn thì nó sẽ sử dụng là 4 con luôn anh em nhé. Mỗi vế sẽ sử dụng 2 con. Và những cái dây này của nó thì đều được bắn keo rất là gọn và rất là chuẩn, đầy đủ cho anh em luôn. Đấy. Thiết kế và sẽ quay cho anh em tổng thể của cái cục đẩy lưới Aquatic H500 này. Đây là cái bo mặt đằng trước của nó anh em nhé. Chi đá thì chi đá bi rồi. Dây dẫn thì buộc rất là gọn gàng ở đây. Đấy. Quá ok đúng không ạ? Đấy.
Đây là cái mặt anh em có thể nhìn thấy, về cái đằng sau anh em sẽ nhìn lên. Đấy, công tắc nguồn sẽ qua các dây ở kia. Đấy. Và tiếp theo là cái mặt đằng sau của cục đẩy này. À, mặt đằng sau của con này thì nó cũng như các dòng cục đẩy khác, nó sẽ có các cầu đầu vào bằng canon, có các cổng link ra để anh em có thể link ra các dòng cục đẩy khác để anh em lấy tín hiệu anh em chơi. Các cầu giao loa thì hỗ trợ cầu xoắn này, hoặc là anh em có thể sử dụng đó là cầu speak công new trick. Đấy. Đấu ở đây thì nó đều hướng dẫn hết. Steel đó là 1 cộng 1 trừ và 2 cộng 2 trừ thì không sử dụng anh em nhé. Đấy. Bridge thì anh em đối 1 cộng và 2 cộng thôi, hoặc là anh em lối vào hai cái đỏ này. Đấy. Hướng dẫn cho anh em chi tiết luôn. Tín hiệu độ nhạy như gain 0.77, 1.0, 1.44V, bridge, steel panel. Thì với con này anh em cũng có thể sử dụng, mua về giá nó rất là rẻ. Anh em chập bridge vào để anh em chơi với lại súp 40, súp 50. Vì anh em có những cục đẩy 2 kênh hoặc những cục đẩy 4 kênh rồi, anh em đã đánh với đủ loa rồi, anh em muốn nâng cấp thêm súp hơi anh em chơi, thì đây là một lựa chọn nó rất là ok. Anh em chập bridge và công suất nó rất là lớn, 1.000W, nó có thể đánh chơi căng đó là cặp súp 40 hoặc súp 50 từ 220 cùng 100 cho anh em chơi. Đấy thì ok, hàng thì cũng rất là ok, đều hàng chính hãng của Lưới Autotech hết. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với em qua xuống góc dưới màn hình. Xem video thì hãy nhớ like, đăng ký kênh xem các video mới nhất anh em nhé. Lưới Autotech H500 giá công khai tất cả anh em luôn, 4 triệu trừ phí ship. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau ạ.